So với các kênh đầu tư truyền thống hiện nay thì đầu tư vào bất động sản được xem là kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời tương đối ổn định và lâu dài. Theo các chuyên gia trong ngành thì bất động sản nghỉ dưỡng là dòng sản phẩm mới hết sức hấp dẫn, có thể hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư và mang lại lợi nhuận cao. Vậy hiện tại trên thị trường đang có những dự án bất động sản nghỉ dưỡng nào nổi bật mà các nhà đầu tư đang quan tâm? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. Tại các hội thảo về bất động sản diễn ra trong đầu năm nay, nhiều chuyên gia về kinh tế và bất động sản đều nhận định xu hướng đầu tư vào thị trường bất động sản năm nay sẽ là bất động sản nghỉ dưỡng. Ngoài ra, dựa trên cái thống kê về tình hình kinh doanh bất động sản trong năm 2015, cũng như dựa trên những kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế, niềm tin của các nhà đầu tư bất động sản cá nhân và khả năng chi trả của người dân cho sản phẩm bất động sản ở phân khúc cao cấp hơn cũng tăng. Chuyên gia đến từ hãng tư vấn bất động sản CBRE nhận định thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2016. Trong năm 2014 thì tại thị trường Đà Nẵng, chúng tôi thấy là cái số lượng mà giao dịch thành công về biệt thự nghỉ dưỡng nó rất là ít, nó dưới 10 căn biệt thự. Nhưng mà trong năm 2015, cái con số sơ bộ chúng tôi tổng kết, chúng tôi thấy là có ít nhất khoảng 200 căn là đã được bán tại thị trường Đà Nẵng. Và con số mà tại Phú Quốc nó còn ấn tượng hơn là năm 2014 thì không có một cái dự án nào được chào bán và được đưa ra thị trường. Thế thì trong năm 2015 thì chúng ta có khoảng gần 900 cái căn biệt thự đã được giao dịch thành công tại thị trường Phú Quốc. Vậy thì những dự án bất động sản nghỉ dưỡng nổi bật nào trong năm qua và trong năm nay đáng lưu tâm đối với các nhà đầu tư? Là một chủ đầu tư lớn và có uy tín trên thị trường bất động sản, tập đoàn Vingroup đã đưa ra thị trường một loạt các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2015. Trong đó có thể kể đến những dự án nổi bật như Vinpearl Đà Nẵng Resort Villa được đặt tại vị trí đắc địa nhất của dải biển Non Nước, một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo bình chọn của tạp chí Forbes. Tại Phú Quốc, một trong những địa danh du lịch nghỉ dưỡng ngày một thu hút du khách trong và ngoài nước, Vingroup đã cho ra mắt tới 4 dự án trong năm 2015. Trong đó, 2 dự án đã bàn giao và đưa vào vận hành khai thác là Phú Quốc 1 và Phú Quốc 2. Dự án Phú Quốc 3 và Phú Quốc 4 đang được gấp rút triển khai và dự kiến bàn giao vào quý tư năm nay. Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Vingroup đều có tiến độ thi công khá nhanh và thời gian bàn giao rất sớm. Ngoài những cam kết về chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ một chủ đầu tư có uy tín lâu năm trên thị trường bất động sản, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Vingroup cũng đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ vào cam kết về chia sẻ lợi nhuận. Vingroup cam kết với khách hàng mức lợi nhuận tối thiểu là 10% một năm trong suốt 10 năm, và khách hàng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng của Vingroup cũng sẽ được chia sẻ 85% lợi nhuận trên tổng lợi nhuận của chủ đầu tư. Đây là một cam kết rất đáng quan tâm, bởi vì theo phân tích của các chuyên gia trong ngành, bất động sản nghỉ dưỡng có vốn đầu tư rất lớn nên cũng sẽ khá kén khách hàng. Một vài chủ đầu tư họ đã đưa ra cái mức cái gói cam kết về lãi suất ở cái mức là 9-10% trong vòng 10 năm. Thế thì đó là cái mức rất là hấp dẫn. Nếu chúng ta nhìn vào cái thị trường căn hộ cao cấp chẳng hạn, căn hộ cao cấp mua và để cho thuê chẳng hạn, thì hiện tại một số căn hộ mà có vị trí rất là tốt thì họ có thể đạt được một cái tỷ suất lợi nhuận là 8%. Và cái tỷ suất lợi nhuận đó là trong vòng 1-2 năm, còn trong 2 năm sau đó thì chúng tôi cũng không dám chắc là có được cái mức tỷ suất lợi nhuận cao như vậy. Với chất lượng xây dựng, quản lý và bảo dưỡng tốt, Vingroup còn cam kết với các nhà đầu tư sau giai đoạn 10 năm thì căn hộ biệt thự nghỉ dưỡng vẫn bảo đảm được đẳng cấp 5 sao và không làm giảm giá trị của sản phẩm. Bên cạnh những lợi thế xuất phát từ uy tín của chủ đầu tư về đảm bảo chất lượng sản phẩm, thời gian bàn giao và cam kết về lợi nhuận, dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Vingroup còn đặt tại những vị trí du lịch hấp dẫn nhất cả nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Với lực đỡ từ cơ sở hạ tầng đang ngày một được nâng cấp và phát triển ở các địa danh này, số lượng khách du lịch đổ về những địa điểm du lịch này cũng tăng mạnh. Trước đây khi mà chúng ta chưa có những cái khu nghỉ dưỡng lớn, tự nhiên là chưa có Vinpearl Resort ở Nha Trang hay Vinpearl Resort ở Phú Quốc, thì hầu hết khi cái người, đặc biệt những cái dân ở khu người du lịch ở khu vực phía Bắc, khi họ đi du lịch thì họ không có nhiều lựa chọn để họ du lịch. Thế nhưng mà bây giờ thì khi mà điển hình là tại Vinpearl Nha Trang, từ khi mà cái khu du lịch này đi vào hoạt động thì ngay lập tức là cái số lượng khách du lịch nội địa họ đến đây rất là đông. Cái này chúng tôi dựa vào những cái công suất phòng chúng tôi có được, dựa vào cái quan sát của chúng tôi. Cuối năm 2015 tại Vinpearl Resort ở Phú Quốc thì cái số lượng khách du lịch nội địa có thể nói là chiếm 90% số lượng khách du lịch tại đây. Mà cái giá tại những khu du lịch này thì cũng không phải là rẻ.
thì để chúng ta thấy rằng là cái người dân họ sẵn sàng chi trả cho một khu du lịch nếu họ cảm thấy rằng khu du lịch đó cung cấp cho họ đủ những cái yêu cầu mà họ đặt ra. Ở đây đủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là bên cạnh khu du lịch thì tất nhiên là một khu du lịch mà có đầy đủ các tiện nghi tiện ích, có bãi cỏ, có cái biển rất là đẹp thì còn cung cấp thêm những cái dịch vụ cộng thêm khác, ví dụ như là khu vui chơi giải trí, hay đầu năm 2016 thì có Vinpearl Safari, thì những cái này đều là những cái dịch vụ cộng thêm và người đi du lịch họ rất là thông thái, họ sẵn sàng họ chi trả thêm cho cái đó. Mặc dù thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vào thời điểm này mới ở giai đoạn đầu phát triển, nhưng với uy tín của mình, Vingroup đang tích cực giữ vững niềm tin của khách hàng bằng cách thực hiện đúng những cam kết của chủ đầu tư. Một trong những điều mà chúng tôi phải thực hiện tiếp trong năm 2016 đó là phải giữ vững được cái niềm tin của người tiêu dùng, của nhà đầu tư. Và để giữ vững được niềm tin đó thì chúng tôi phải thực hiện đúng tất cả những cái cam kết của chúng tôi đã cam kết với chủ đầu tư. Chúng tôi sẽ phải có những chính sách tốt hơn nữa cho những cái bất động sản tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải có những cái dự án đầu tư mà được chấp nhận và được đón nhận bởi các nhà đầu tư để cho cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nó thật sự trở thành một cái thị trường mà đâu đó sánh tầm với thế giới. Thì chúng tôi phải làm được một động tác, đó là phải tạo được cái thói quen nghỉ dưỡng trong đại bộ phận, đa số khách hàng của chúng tôi. Hiện nay khi bất động sản nghỉ dưỡng nó đang nằm ở cái mức độ ban đầu tiên, tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn quản lý của bất động sản nghỉ dưỡng là một cái vấn đề mà tất cả các chủ đầu tư, trong đó Vingroup của chúng tôi là một trong những cái nhà đầu tư mà được gọi là dẫn dắt thị trường tại thời điểm này, cần phải quan tâm.